Theo Chi cục Hải quan ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, từ đầu tháng 2 đến nay đã có 33 toa hàng, tổng trọng lượng 600 tấn nông sản thí điểm xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc là quả thanh long tươi. Thực hiện theo quy trình khép kín nên công tác kiểm dịch COVID-19 luôn được đảm bảo triệt để. Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã yêu cầu các cơ quan hữu quan trao đổi, hội đàm với phía Trung Quốc để thống nhất thông qua hàng hóa qua ga Đồng Đăng. Cùng với đó là chủ động thông tin và tuyên truyền đến cộng đồng doanh nghiệp để các doanh nghiệp nắm rõ tình hình, từ đó chuyển hướng sang thực hiện xuất nhập hàng hóa qua cửa khẩu đường sắt. Cái việc mà chúng ta cho cái hàng hóa nông sản xuất khẩu qua đường sắt là một trong những cái biện pháp tối ưu nhất và hiệu quả nhất và nhanh chóng nhất, cũng như là chúng ta phòng chống được cái dịch bệnh tốt nhất. Và ở đây sẽ là mở ra một cái giải pháp tốt nhất cho cái hàng hóa nông sản của cả nước khi chúng ta có thể là vận chuyển từ các cái tỉnh miền Nam, miền Trung, miền Bắc để qua ga đường sắt, không phải vận chuyển đến cửa khẩu đường bộ. Cùng với xuất khẩu qua cửa khẩu đường bộ, việc xuất khẩu qua đường sắt được tỉnh Lạng Sơn thí điểm là hướng đi mới, mở ra cơ hội để các mặt hàng nông sản nước ta sớm được xuất khẩu sang Trung Quốc trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hiện nay.